Và ngay bây giờ người đẹp Cát Tiên sẽ dùng món nhang này và đâm vào mắt mình quý vị. Dạ, em chị Thi suy nghĩ kỹ, bên đây mà không thấy đường không oi lắm. Vâng, bỏ nhang thì người đẹp Cát Tiên sẽ ăn nhang. Nhang, nhang đang nhảy của quý vị. Và một lần nữa khuyến cáo quý vị không luyện tập tại nhà của quý vị nha, rất là nguy hiểm. Xin xuống cho anh mọi người coi chị nha. Đây, cho nên là không còn ăn cơm. Thì vào những dịp mà dựng cung hồn đó quý vị, thay vì người ta dựng gà, dựng xôi, dựng cái này cái nọ, các thi chỉ dựng cái lương hương cho quý vị nha, và ăn và như vậy quen luôn quý vị nha. Và chưa dừng lại ở đó, ngay bây giờ các thi sẽ biểu diễn một tiết mục. Dạ, cảm ơn chị đã liền xì em. Dạ, chị liền xì em. Dạ, chị liền xì nó năm chầu rồi. Chị liền xì ai, chị nói đi. Trời, cái đầu chị té lên cái ngực chị luôn á. Thiệt, cái này nó thiệt tình, sự thật mất lòng. Trời ơi, bà đặt cho bữa với gia bà nội. Tới sáng à. 25 ngàn nó thuộc về em. Em đổi 25 ngàn. Ôi, bằng ba cái đầu luôn. Vâng, cái chú thì và ngay bây giờ thì các thầy sẽ bị một tiết mục nữa phục vụ cho tất cả quý vị, đó là nuốt em bé. Ủa mày là thấy hết hồn đúng không? Tưởng đâu mà mới đẻ gì. Còn nè quý vị sẽ biểu diễn tiết mục đó là công bằng em bé trên cái ghế đó quý vị. Đừng đứng nhà từ từ xíu đi. Còn bây giờ đi nè. Sao mà con khổ quá vậy? Đừng có sợ, không có sợ nghe. Thằng chị ơi, mẹ bé đâu rồi quý vị? Mẹ bé kìa. Hôm mơ giờ bé đi đái với chị. Chứ để thật sự cái này mỗi thiệt quý vị thông cảm. Nhiều khi nó lên cao, nó sợ, nó đá chung quần. Thì có bao nhiêu các thi hưởng hết quý vị. Đúng rồi đó, xong nó đúng rồi. Thật sự em còn nhớ một cái ca bữa mình ngủ đứt á. Em xiết lên nó, không biết nó ăn gì định thuốc chứ. Trời ơi. Cái thi ấy. Cái gì? Con, có nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi, sáng giờ mẹ con cho con ăn gì chưa? Chưa. Hôm qua chị cho nó ăn một bít rồi hả? Thấy muộn nội em luôn á. Yeah. Rồi, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ xem nghệ các thi biểu diễn đó là nâng chiếc ghế và trên chiếc ghế có em bé ngồi gì nha con, mà chặt nha con, không sao đâu nha. Con cứ bỏ dưới này. Rồi, có để trên cái này nè. Có anh trai nè, bỏ lớp phụ. Xuống anh không, xuống không. Lớn đảo cái ghế lớp phụ này nặng lắm chung ơi. Thank you.
bự phía sau thì con là con